Sau đây là tin tổng hợp OFA ngày 26 tháng 8 năm 2024. Quốc hội Việt Nam bổ nhiệm 3 phó thủ tướng. Cựu thành viên CHTV Phan Văn Bách bị truy tố tội danh tuyên truyền chống nhà nước sau hơn 7 tháng giam giữ. Hai Facebooker bị tuyên án tù vì nói xấu chính quyền. Người tị nạn Việt Nam bị tắc lại tại sân bay ở Brazil, thiếu nước và thực phẩm. Phiên họp bất thường lần thứ 8 Quốc hội khóa 15 vào ngày 26 tháng 8 đã bổ nhiệm 3 phó thủ tướng mới cùng một số chức danh khác, bao gồm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát. Cáo trạng dựa theo bản kết luận điều tra của Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội ban hành trước đó, xác định ông Bách đã sử dụng tài khoản Facebook mang tên mình đăng tải 12 bài viết cùng 6 video clip trong các năm 2018 đến 2022, có nội dung bị cho là xuyên tạc đường lối chính sách của đảng, nói xấu nhà nước, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong vòng một tuần qua, đã có hai Facebooker bị tuyên án tù vì sử dụng mạng xã hội chỉ trích chính quyền, đó là ông Phan Đình Sang bị tuyên án 6 năm tù với cáo buộc tội làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông Lê Phú Tuân bị tuyên án 4 năm và 8 tháng tù với cáo buộc tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Hàng trăm người tị nạn từ các nước Ấn Độ, Nepal và Việt Nam đang bị tắc lại nhiều tuần tại sân bay của thành phố Sao Paulo ở Brazil và đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước uống và thực phẩm vào khi Brazil đang siết chặt việc cho phép người nhập cư quá cảnh nước này để tìm đường vào Mỹ và Canada.